sự lên tiếng của Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, các tổ chức nhân quyền trên thế giới và các tổ chức đấu tranh của người Việt quốc gia cũng khắp nơi ở ngoài nước Việt Nam về vụ Cộng sản Việt Nam nhốt tù nhà báo phụ nữ Phạm Đoan Trang, là một người mà chúng ta cộng đồng ngưỡng mộ và yêu thương. Ngày 25 tây tháng 8, tức là vừa mới đây theo giờ bên Việt Nam, thì bạo quyền Cộng sản Việt Nam đã xử y án nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù. Chúng ta có những hình ảnh mà Peter sẽ chiếu lên trên đài cho quý vị thấy. Đó là tin số 1 đó Peter. Tòa án Nhân dân cấp cao của thành phố Hà Nội tuyên y án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Ở dưới còn có 4 cái hình đó. Cái tội danh mà họ gán ghép cho cô kêu là tuyên truyền chống nhà nước. Thưa quý khán giả, đây là bản án mà người ta không tiên đoán được. Với sự can thiệp của khắp nơi từ Âu sang Mỹ, đến cả bên những nước bên Úc Châu, cũng như một số nước bên châu Á, cũng lên tiếng yêu cầu can thiệp để trả tự do cho cô Đoan Trang. Ngoài cái việc mà bắt cô phi lý, không phải cái tội chống nhà nước nào cả, cô chỉ biểu tình hay là bày tỏ nguyện vọng của người dân bất bạo động bằng sách vở hay là bằng những cái phương tiện truyền thông, không có xúi dục dân nổi loạn, không có làm bất cứ cái điều gì sai. Cho nên tất cả các nơi can thiệp để đòi phóng thích cho cô này, nhất là lúc cô ta là phụ nữ mà đương bị bệnh tương đối hơi ngặt nghèo. Cho nên cái bản án này làm cho nhiều người thất vọng và tin tưởng phản ứng của thế giới sau ngày hôm nay sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ cập nhật, theo dõi cập nhật. Bây giờ xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu, trước cái bản án này thì kính mời bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, thì chúng ta thấy rằng là bản án của Phạm Đoan Trang này đó, thật ra đó thì trước khi người ta xử đó thì là mình đã vận động rất nhiều. Hội đồng Liên kết quân hải ngoại đã gửi thơ cho Bộ Ngoại giao trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ và xin là can thiệp cho cô này. Thì trước khi được, sau đó thì tòa dời phiên xử. Thì lúc bây giờ mình nghĩ rằng chắc mình nhờ sự can thiệp của thế giới, tất cả các nơi trước khi cô này xử đó, họ dự định xử ngày đó thì các nơi đều lên tiếng, và cô này đã được những giải thưởng rất nhiều trong thời gian đó luôn, vì cô này là người đã được nổi tiếng trên thế giới. Thì Human Rights Watch, rồi phóng viên không biên giới, rồi tòa đại sứ Mỹ, tòa đại sứ Âu Châu v.v. đều can thiệp hết. Thì người ta nói thế giới á, người ta thấy hay quá, chắc là giảm là rồi họ nói giờ là vì Covid, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc là vì sự can thiệp nên họ dời, rồi chắc là họ chìm xuồng luôn. Nhưng không ngờ đưa ra tòa án phúc thẩm thì là 9 năm tù. Wow, một cái người tranh đấu bất bạo động, chỉ viết bài trên blogger và viết những sách hướng dẫn cho người tù làm sao mà họ nói theo đạo luật hình sự là chống tuyên truyền nhà nước là 9 năm phúc thẩm. Thì bây giờ là lên án, lên kêu gọi nữa, xin chứ họ hủy ban phán án, không, họ không làm. Rồi bây giờ đưa ra trung thẩm ở Hà Nội, thì quý vị thấy đó, phúc thẩm đó là bên sơ thẩm và phúc thẩm, thì đã nhiều cái ca mà đưa ra như vậy rồi, tôi thấy là y chang cái tòa án này cũng nó làm giống như là có ghê gớm, có nghĩa là một tòa án này xử rồi một tòa án xử lại, giống như là ghê gớm là về luật pháp, nhưng mà thật ra luôn luôn tòa án mà phúc thẩm này là y án cái là tòa án sơ thẩm thôi. Và mặc dù trước đó mấy ngày là Human Rights Watch, phóng viên không biên giới, nhiều ba cơ quan Penbook, Pen của Hoa Kỳ, Hội văn quốc Hoa Kỳ vân vân yêu cầu thả con này ra hoặc là thật giảm án, nhưng bây giờ xử vẫn 9 năm. Chúng ta cộng sản rất là ngoan cố, cái này phải nói chữ ngoan cố nha. Và bây giờ không có áp lực nào về tài chính với họ mạnh hết, thành thử họ vẫn ngang nhiên như vậy. Và trong khi đó, cái việc đó, bây giờ cái thống kê đó, trong những nước mà tồi tệ nhất với những nhà báo đó, thì Việt Cộng đứng thứ 175 trên 180 nước, chung với là Trung Hoa, Bắc Hàn và một hai nước nữa. Thì cái này tôi thấy hết thuốc chữa.
tất nhiên là họ không màng gì với những cái lời kêu gọi của thế giới. Và chắc chắn là sau vụ xử án này sẽ có lời kêu gọi nữa, nhưng mà tôi nghĩ là đó chỉ là nước chảy đôi bờ thôi. Và khi nào có gì mà họ cần á, có áp lực nào về chính trị hay về tài chính cần, thì họ sẽ giảm án và thả một người qua Hoa Kỳ, thả qua một người, rồi họ sẽ bắt thêm vài người Việt Nam. Thì cái chính sách cộng sản mình không tin được, và đừng tin gì cộng sản nói trên Geneva trước cái Ủy ban Nhân quyền: chúng tôi rất tiến bộ về nhân quyền, chúng tôi không đàn áp ai, chúng tôi tôn trọng tự do báo chí, chúng tôi tôn trọng tôn giáo. Hoàn toàn sai. Mỗi lần đi mà nghe họ phát biểu tại cái Ủy ban Nhân quyền Geneva tôi chán luôn. Nhưng mà họ cứ like nha, họ nói vậy mà thế giới phải nghe thôi. Thì đừng tin những gì cũng nói, mà hãy nhìn những gì cũng chẳng làm. Mời Như Yên. Vâng, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu cũng như quý khán giả, chúng ta biết là theo thông lệ mỗi một lần mà tới cái dịp 2 Tây tháng 9, tức là cái ngày mà Cộng sản kêu là độc lập đó, thì họ thường có loan báo những cái ân xá. Không ngờ là năm nay trong cái dịp này họ là y án Phạm Đoan Trang như là một thách thức. Bây giờ để tôi lặp lại cho quý vị nghe, không phải là bác sĩ Võ Đình Hữu hay là những người mà đấu tranh của Người Việt Quốc gia mình ca ngợi cũng như cương quyết đấu tranh đòi tự do cho cô Đoan Trang, mà tổ chức Human Rights Watch, tức là mình dịch ra tiếng Việt Nam là tổ chức theo dõi nhân quyền đó, họ tuyên bố như sau: giới chức Việt Nam nên hủy bỏ bản án đối với nhà hoạt động nhân quyền và blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và trả tự do cho bà ngay lập tức. Đặc biệt nhất trong ngày hôm nay sau bản án thì ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch này, phát biểu thẳng thừng như thế này: Phạm Đoan Trang đã trở thành mục tiêu cho sự đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam khi lên tiếng chống lại. Khi lên tiếng chống lại, tức là cô Đoan Trang này khi lên tiếng chống lại bất công, vạch trần các vi phạm nhân quyền và hỗ trợ các tù nhân chính trị và gia đình họ. Giới chức Việt Nam nên chấm dứt những hành vi lạm dụng này bằng cách hủy bỏ kết án và ra lệnh trả tự do cho bà. Đây là tiếng nói mạnh mẽ ngay lập tức sau khi cái gọi là tòa án ở Việt Nam tuyên phạt 9 năm cho blogger Phạm Đoan Trang. Kính thưa quý khán giả, cô Phạm Đoan Trang đã từng đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ, ở ngay miền Nam California, đã từng tham dự các buổi diễn hành biểu tình chống Trung Cộng cũng như là chống vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền ngay trên đại lộ Bô Sa. Bác sĩ Võ Đình Hữu có gặp rồi, chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng đã được tâm tình với cô rồi, và nhiều người trong sinh hoạt cộng đồng của chúng ta đều biết cô đã có. Và cái lúc đó đó, khi mà cô còn học ở trên Los Angeles đó, thì chúng tôi có hỏi cô là cô có cơ hội ở lại, tại sao không ở lại bên này dễ đấu tranh hơn. Thì cô trả lời với bác sĩ Hữu và chúng tôi là cô nói là cô phải về Việt Nam, tại vì ở trong đó cần cô hơn là ở ngoài này. Cô ở trong đó cùng sát cánh với những nhà đấu tranh trẻ, và cô không bao giờ phản bội cái lời nguyện ước của cô. Không phải như một số nhỏ những người mà ở tù ở trong Việt Nam, thế giới can thiệp, cộng đồng chúng ta can thiệp, gửi tiền về để giúp cho bà ngoại, giúp cho gia đình ở bên nhà. Nhưng mà đến khi qua tới Hoa Kỳ, bến Houston, thì họ trở thành ra là lên gặp toàn là muốn gặp Tổng thống với là gặp Bộ trưởng Ngoại giao, coi cộng đồng mình không ra gì hết. Thì nói như vậy quý vị biết là ai rồi. Cô Đoan Trang không phải là người như vậy. Cho tới giờ phút này cô Đoan Trang vẫn là trong trái tim của những người trẻ Việt Nam, trong trái tim của tất cả những người đấu tranh ở hải ngoại này. Và cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã chia sẻ những cảm nghĩ, và chúng tôi tin rằng cộng đồng chúng ta cùng với thế giới sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự tự do của cô Đoan Trang. Bản tin số 2 của chúng tôi ngày hôm nay, Peter lấy bản tin số 2. Úc Đại Lợi tuyên bố tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, phớt lờ những cảnh báo cũng như là khiêu khích từ phía Trung Cộng.
Đây là bản tin mới nhất và đây là bản tin xuất phát từ ông tân thủ tướng của nước Úc. Ông này mới lên, bây giờ ông ra mặt rõ ràng. Trong phát biểu đầu tiên từ ngày nhậm chức, ông tân tư lệnh không quân Úc, theo lệnh của ông tân thủ tướng, ông tư lệnh không quân Úc là Robert Shipman vào ngày 22 tháng 8 tuyên bố thẳng thừng rằng quân đội của Úc Đại Lợi sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông bất chấp những sự mà phía bên Trung Cộng gây ra, như là hăm dọa, như là cảnh giác, như là báo động. Báo chí của nước Úc cho biết người đứng đầu lực lượng không quân của Hoàng gia Úc cho biết các nhiệm vụ tuần tra của phi cơ quân sự Úc Đại Lợi trên Biển Đông vẫn sẽ được tiến hành như bình thường, bất chấp một loạt những khiêu khích từ phía Trung Cộng gây ra, nổi bật nhất là trong tháng 5 vừa qua, khi Úc tố cáo một chiến đấu cơ J-16 của Trung Cộng chặn đường một chiếc máy bay do thám P-8 của nước Úc ngay trên Biển Đông, thả ra các mảnh kim loại gây nhiễm khiến động cơ máy bay Úc hút phải. Vài tháng trước đó, Úc lên án Trung Cộng về việc chĩa tia laser vào máy bay cũng như là tàu của nước Úc ở trên vùng biển này. Đây là một sự khiêu khích và một sự thách thức. Đó là về phía bên Úc nói chuyện về Biển Đông ngay trong lòng nước Úc. Trước khi ông thủ tướng mới này lên, thì bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi cũng nói rất là nhiều lần, những tài phiệt của Trung Cộng cài đóng cái vai là thương gia, nhưng mà vô nước các nước khác là dùng đồng tiền để mua chuộc chính trị gia, để mua những cái tốt đẹp hợp đồng cho phía bên Trung Cộng. Xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, quý vị thấy là trong những cái tháng vừa qua, khi tàu bay không quân của Úc bay trên Biển Đông thì đã bị Trung Cộng hăm dọa và tàu bay tới ngăn chặn. Thì bây giờ đó, tân thủ tướng Úc đã có một thái độ cứng rắn và nói rằng họ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông, và ngay tư lệnh không quân cũng nói như vậy. Vì cứ thế, khi mà máy bay Úc bay trên đó rồi máy bay Trung Cộng tới ngăn chặn rồi chĩa tia laser hăm dọa lên, thì đây là một sự coi như là xâm phạm vào cái vấn đề của quân sự của Úc. Thành bây giờ nếu Úc bây giờ đứng về phía Hoa Kỳ cũng như Nhật trong vấn đề tuần tra Biển Đông, thì đây là một điểm rất có lợi cho thế giới tự do chúng ta, và thấy rằng cái Trung Cộng đang bị cô lập và bị bao vây ở tại Biển Đông. Thành những hành động này cho thấy rằng Trung Cộng phải đắn đo trong những cái dự tính gì về Đài Loan, bởi vì tại thời điểm này Mỹ, Nhật, Nam Hàn đã có những thái độ về chắc chắn sẽ ủng hộ về Đài Loan trong vấn đề bất cứ cuộc xâm lăng nào. Và Úc mặc dù chưa có tuyên bố rõ ràng, nhưng mà cũng đã trong cái vấn đề tuần tra Biển Đông này để chứng tỏ rằng họ không công nhận những gì mà Trung Cộng nói là chủ quyền ở lưỡi bò Biển Đông. Và cái này không những Úc và các quốc gia của đồng minh của họ, mà ngay cả các quốc gia ở trong Đông Nam Á, Asian cũng không công nhận cái đường lưỡi bò mà Trung Cộng cho rằng họ đã có cái chủ quyền. Thành đây là một thách thức lớn lao Trung Cộng, mà thấy rằng càng ngày Trung Cộng càng bị các nước trong vùng không còn support. Vâng, xin mời anh Dương. Vâng, thưa, chúng ta sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ quay trở lại.